Alo, chào lại anh em nha. À, hôm nay thì bên mình lại về một dàn hàng trưng bày thanh lý để từ siêu thị về. Đây. Dàn này dàn âm thanh dàn sống, nó làm karaoke gia đình cũng được. Dàn lỡ lỡ này chơi rất là ok, đi show cũng rất là ok luôn. À, cấu hình của cái dàn này như sau. Ở dưới là một cặp súp 5 tấc từ 220 con 100. Còn một cặp full 4 tấc đôi từ 190 con 76 tép 750. Đó. Hai bên đều như nhau hết. Rồi, tiếp theo là ở trên là một con mixer Yamaha M10. Mixer cao cấp Yamaha M10. Con mixer này thì anh em cũng đã quá quen thuộc rồi ha. Nó khá là nổi tiếng. Rồi tiếp nữa là một cặp mic của hãng HiMedia UHF UHX5. Đây. Tiếp nữa là một con idol, con đăng tiếng idol IP100. Tiếp nữa là một con đăng tiếng con vang net FX8. Rồi một con quản lý nguồn 10 cổng. Rồi sau cùng là một cục đẩy CA80 Bluetooth 80 sò 4 kênh, 2 kênh nền đỉnh full, 2 kênh nền đỉnh sub. Đó. Rồi, đó, anh em nhìn ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử mic cho anh em nghe nha. Một ngày số về đi số 2 số 7 8 1 1 2 2 số. Đây anh em nghe tiếng mic rất sáng luôn. Số 1 2 số 7 8 9 10 li li. Đây mọi người chờ thử cái chế độ eco. Bây giờ sẽ thử chế độ reverb cho mọi người nghe á. Reverb chế độ số 1 2 6 lý 6 7 6 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lý 6 7 8 2 2 2. Chúng tôi thử 7 lý 6 7 1 2 6 7 8 lý. Cái tiếng mic mẫu mic mới này tiếng rất sáng luôn. Rồi ok. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với em nhé. Số điện thoại 0937381978. 0903430156. Địa chỉ 394 đường Cách mạng tháng 8, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Số Zalo 0937381978. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều nha.